Các bác ấy hỏi em là dọn nội thất chuyên sâu cho một con xe thì mất khoảng thời gian bao lâu. Thì tiện hôm nay video đây em sẽ trả lời các bác luôn. Ví dụ dọn một nội thất chuyên sâu cho một con xe mà hạng mục phải tháo ghế ra để vệ sinh nhá. Đấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 6 tiếng các bác nhá. Đấy. Thì các bác nào nếu mà muốn dọn xe mà lấy trong ngày thì buổi sáng các bác mang xe qua cho bên em. Đấy, thì chiều tối các bác phải lấy xe về được. Đó. Thì với chiếc xe này thì dọn nội thất thì mình phải tháo ghế ra này. Đó, đến sàn nhé. Còn những một số xe mà các bác ví dụ như sàn nỉ các bác bẩn hoặc nó bị nước vào nó bị ẩm mốc mà phải phơi sàn nhé các bác nhé. Đấy, thì thời gian nó sẽ lâu hơn để mà phơi một cái sàn nỉ nó sẽ lâu hơn. Đó. Còn ví dụ như chiếc xe này thì sàn da thì mình vệ sinh nó sẽ đơn giản hơn. Đó, thì ở dưới cái sàn da sẽ là sàn nỉ của nó này. Đó. Thì mình sẽ phải tháo hết ghế ra để đánh vệ sinh toàn bộ ghế này. Đó. Những dòng xe nào mà sử dụng cái da rồi ấy, kể cả ghế da các bác nhá, thì vệ sinh có thể các bác có thể lựa chọn là vệ sinh không cần tháo ghế hoặc là vệ sinh có thể tháo ghế. Đó. Và sẽ vệ sinh phun cả cốp này, cả lốp dự phòng các bác, và vệ sinh răng cái cửa khe kẽ này hết các bác nhá. Đấy. Vệ sinh bằng hơi nước nóng các bác nhá. Đó. Bác nào mà cần spa cho xe của mình thì các bác có thể qua Agala các bác nhé, hoặc các bác có thể đặt lịch online được.